Quốc Khánh xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Cây Mía Việt. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh phối hợp với công ty cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa TTC Agri-S thực hiện. Kính thưa quý vị, giải chạy TTC Agri-S Power Racing 2024 là giải chạy quốc gia do công ty cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa TTC Agri-S phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh tổ chức, diễn ra vào ngày 3 và 4 tháng 8 năm 2024. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 55 năm thương hiệu TTC Agri-S, 55 năm phụng sự kiện toàn chuỗi giá trị trách nhiệm. Và không chỉ là một giải chạy đơn thuần, khi tham dự giải, các vận động viên sẽ được khám phá trải nghiệm một cung đường chạy mới lạ độc đáo lần đầu tiên tại Tây Ninh, đó chính là chạy băng đồng Cross Country. Các vận động viên sẽ chạy băng qua những cánh đồng mía và hòa mình trong thiên nhiên xanh mát bình dị nhưng vô cùng trù phú của vùng nông sản Tây Ninh. Và tiếp tục đồng hành cùng với chương trình TTC Agri-S 10 triệu cây xanh kiến tạo tương lai xanh, thì với mỗi 5 km mà các vận động viên hoàn thành, TTC Agri-S sẽ trồng một cây xanh tại khu vực vùng nguyên liệu trên địa bàn trong chương trình Phủ Xanh Xuyên Biên Giới và mang trọng trách khai mở dẫn dắt để xây dựng phát triển nền kinh tế bền vững cũng như hiện thực hóa cam kết dẫn đầu xu hướng xanh hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2035. Trong chương trình ngày hôm nay, xin kính mời quý vị hãy cùng cảm nhận không khí cũng như thông điệp lan tỏa của giải chạy lần đây, TTC Agri-S Power Racing 2024. Mang thông điệp Run Together, Run for Green, giải chạy TTC Agri-S Power Racing 2024 đã thu hút hơn 3.000 vận động viên tham gia tranh tài trên cung đường chạy với trải nghiệm tươi mới, đắm chìm và hòa mình tận hưởng thiên nhiên thanh khiết và tái tạo lại nguồn năng lượng trong cơ thể, nâng cao sức khỏe. TTC Agri-S Power Racing 2024 đánh dấu sự thành công của mùa giải đầu tiên với 3 cự ly 5 km, 10 km và 21 km. Ngay từ 5 giờ sáng, các vận động viên đã bước vào tranh tài để trải nghiệm cung đường chạy băng qua những cánh đồng mía bát ngát của TTC Agri-S và thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên trù phú của vùng nông sản tại Tây Ninh. Mỗi cự ly được thiết kế phù hợp với khả năng và sở thích của các vận động viên, mang đến những thử thách riêng biệt, đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực và tinh thần thể thao cao thượng của mỗi người tham gia. Đây là hoạt động thể thao kết hợp quảng bá du lịch, hướng đến tương lai cộng đồng phát triển tích cực về sức khỏe và đổi mới nhận thức, chung tay bảo vệ, cải tạo thiên nhiên cũng như chất lượng sống bền vững của mọi người. Phân hữu cơ TTC Agri-S tham dự sự kiện này cũng vì mục đích là kết nối cộng đồng, mang sức khỏe lại cho nhà nông, cũng đúng với một cái định hướng là cho một cái nền nông nghiệp bền vững, một cái nền nông nghiệp tuần hoàn. Như quý những runner tham dự ở đây cũng đã thấy, thì tại gian hàng chúng tôi đã có từ khâu là cấy mô, mía giống, rồi từ nuôi thiên địch một cách rất là tự nhiên để diệt những cái sâu bệnh. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã sử dụng những cái phân hữu cơ để cung cấp cái dinh dưỡng cho cây trồng, từ đó mang lại sự bền vững cho cây trồng cũng như là nâng cao năng suất và phù hợp với xu hướng nông nghiệp xanh, sạch, bền vững. Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 55 năm thành lập của TTC Agri-S, thì Trung tâm Kinh doanh Thiết bị Cơ giới và cụ thể là máy kéo Sonia Việt Nam đã rất hân hạnh có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Và đến với chương trình thì Trung tâm Kinh doanh Thiết bị Cơ giới rất mong muốn kết nối với bà con nông dân cũng như mang đến một cái giải pháp liên quan về tăng năng suất lao động cũng như giảm các chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh nông nghiệp. Và đây cũng là một xu hướng hướng tới một nền nông nghiệp xanh, bền vững trong tương lai. Với những người nông dân gắn bó cùng cây mía, thì hành trình chạy băng qua những cánh đồng phì nhiêu trù phú, thành quả của những tháng ngày vun trồng chăm sóc, đồng hành cùng TTC Agri-S chính là sự trải nghiệm thú vị và vô cùng đặc biệt. Tôi cũng được tham gia cái giải chạy marathon của tập đoàn tổ chức. Hôm nay thì rất nhiều người vận động viên, rất đông vui. Thì tôi cũng tham gia giải này, được chạy vòng quanh nhà máy cự ly là 5 km. Thì trong thời gian chạy vòng vòng qua nhà máy, qua những cánh đồng mía, nói chung là thời tiết bữa nay hôm nay là rất đẹp và màu xanh thì cũng rất tươi tốt. Anh em chị em vận động viên rất vui và khí thế.
tôi cũng là một người nông dân, trồng mía gắn bó với công ty cũng nhiều năm rồi. Hôm nay tham gia cái giải này thì được cọ sát chung với những vận động viên chuyên nghiệp, là tụi tôi cũng rất phấn khởi được cọ sát và được trực tiếp đi trên cánh đồng mía và để mình học hỏi thêm được nhiều vấn đề. Thì tôi là người nông dân, được tham gia cái giải này là tôi cũng được cọ sát và được rất tự hào là được đồng hành cùng với công ty và đồng hành với bà con nông dân trồng mía, cũng được gọi là rất vui. Với mục tiêu từ công ty là đồng hành cùng nỗ lực quốc gia về Net Zero và cân bằng hệ sinh thái, ngay sau khi kết thúc giải đấu, ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, bà Đặng Huỳnh Ước My, Chủ tịch Hội đồng Quản trị TTC Agri-S, ông Thái Văn Chuyện, Tổng Giám đốc TTC Agri-S cùng lãnh đạo tập đoàn TTC, các sở ngành tỉnh Tây Ninh đã trồng cây xanh với thông điệp 10 triệu cây xanh kiến tạo tương lai xanh cùng TTC Agri-S. Đây chính là cam kết cũng như sứ mệnh mà giải đem lại, không chỉ cho môi trường mà còn là cho cuộc sống xanh của người Việt, góp phần xây dựng cuộc sống xanh, lành mạnh và bền vững hơn. Việt Nhật tham gia với tư cách là một trong những nhà cung cấp phân bón NPK lớn cho chuỗi cung ứng của TTC Agri-S. Các sản phẩm NPK Việt Nhật đã được bà con tin dùng và trong rất là nhiều năm góp phần tăng cho cái năng suất của cây mía cũng như là giữ được cái trữ đường tốt cho cây mía. Phân bón Việt Nhật cũng rất là vui được đồng hành cùng với TTC Agri-S để tham dự cái giải chạy, một trong những cái giải chạy đem đến những cái năng lượng mới cũng như là giúp cho các cái vận động viên chúng ta có thể nhìn ngắm được cái đồng của mía chúng ta phát triển xanh tốt. Đây là một cái khẩu hiệu chạy rất là hay, cũng mong là trong tương lai sắp tới TTC Agri-S sẽ tiếp tục giữ và phát huy cái truyền thống này. Chúng tôi phối hợp với các ngành liên quan phải nói là chuẩn bị rất là chu đáo. Thứ nhất là chúng tôi cũng có kinh nghiệm qua hai lần tổ chức cái giải chạy Bà Đen Mau Thành, nên là phải nói là các sở ngành phối hợp rất là tốt trong công tác chuẩn bị tổ chức giải. Thứ hai nữa là về đơn vị tài trợ thì cũng rất là quan tâm, hỗ trợ rất là tích cực. Tổ chức thành công giải chạy, TTC Agri-S tiếp tục hiện thực hóa sứ mệnh tiên phong các xu hướng xanh trong nông nghiệp bền vững và đạt Net Zero vào năm 2035. Song song kiên định với chiến lược kinh doanh xanh để phát triển vùng nguyên liệu organic, đa dạng hóa chuỗi giá trị cây trồng nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu và giảm tối đa các chế phụ phẩm, TTC Agri-S cũng đang đặt ra tiêu chuẩn chung cho cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy nền nông nghiệp tái sinh quốc gia. Đánh dấu cột mốc 55 năm hình thành thương hiệu TTC Agri-S và hành trình phụng sự kiến tạo chuỗi giá trị trách nhiệm, thì công ty chúng tôi rất vui mừng tổ chức cái giải chạy này để góp phần vào cổ vũ cái phong trào chạy bộ đang rất là phát triển trong thời gian vừa qua, để góp phần vào cái sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam hướng tới nền kinh tế xanh và phát triển bền vững. Có thể chúng ta đã nghe nói rất nhiều về kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và tích hợp ESG vào trong quá trình phát triển kinh doanh. Thì đối với TTC Agri-S thì chúng tôi luôn luôn hướng tới những mục tiêu đó, đặc biệt thông qua những chương trình hành động cụ thể để đạt được cái trung hòa phát thải Net Zero vào năm 2035. Đồng hành cùng những cột mốc chuyển mình lớn mạnh của nền nông nghiệp Việt, TTC Agri-S đã chứng minh được rõ nét năng lực chuyển dịch cùng sự thay đổi trọng yếu của hạ tầng nông nghiệp số, chính phủ số và con người thích ứng với cuộc sống số. Bên cạnh đó, công ty cũng đóng góp các giá trị hội nhập quan trọng cho ngành trong thị trường thương mại bảo toàn chuỗi giá trị nông sản toàn diện. Trong đó, giải chạy TTC Agri-S Power Racing 2024 là hoạt động thể thao kết hợp quảng bá du lịch hướng đến tương lai cộng đồng phát triển tích cực về sức khỏe và đổi mới nhận thức, chung tay bảo vệ cải tạo thiên nhiên cũng như chất lượng sống bền vững của mọi người.
Kính thưa quý vị, với vai trò tiên phong trong việc kiến tạo nền nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững và tôn vinh sức khỏe cộng đồng, giải chạy đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của các vận động viên, đã trở thành một sân chơi thể thao chuyên nghiệp, đẳng cấp và sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Và đến đây thì chương trình Cây Mía Việt xin phép được khép lại. Chương trình do Công ty Cổ phần Thành tài Công Biên Hòa phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh thực hiện. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.